khang thịnh vượng. Kính chào đoàn đại biểu Hội đồng Họ Dương Lâm Thời tỉnh Ninh Thuận do ông Dương Đăng Hiệp dẫn đầu về với Ngày hội Văn hóa của Hội Họ Dương Việt Nam năm 2019. Năm qua, Hội đồng Họ Dương Việt Nam Lâm Thời tỉnh Ninh Thuận đã thành lập ban khuyến học khuyến tài, tổ chức mừng thọ, vinh danh, khen thưởng, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tích cực kết nối để chuẩn bị thành lập 4 hội đồng cấp huyện, tiến tới chính thức ra mắt Hội đồng Họ Dương tỉnh Ninh Thuận. Nhân đầu xuân mới, Hội đồng Họ Dương Việt Nam chúc Hội đồng Họ Dương Lâm Thời tỉnh Ninh Thuận an khang thịnh vượng. Kính chào đoàn đại biểu Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn về với Ngày hội Văn hóa Mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2019. Dẫn đầu đoàn là ông Dương Công Diệu, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Vâng, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn là một trong những hội đồng được thành lập sớm ở phía Bắc. Lạng Sơn là tỉnh có đông người họ Dương nhất trong cả nước, có khoảng 74.000 người họ Dương, chưa kể con dâu. Riêng huyện Bắc Sơn đã có tới 45.000 người họ Dương. Tính đến nay đã thành lập 8 hội đồng cấp huyện và 3 hội đồng cấp cơ sở. Năm nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng một nhà thờ ở Bắc Sơn, thành lập quỹ khuyến học khuyến tài ở cơ sở để tổ chức khen thưởng cho các cháu từ cấp 1 trở lên. Năm nào, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức mừng thọ, vinh danh, khen thưởng với hình thức trang trọng. Câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân và câu lạc bộ thanh niên đang hoạt động có hiệu quả. Với lực lượng đông đảo như vậy, chúng ta hy vọng